Sáng 28 tháng 11, Khu bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Đến dự có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi và đại diện các sở ngành địa phương. Năm 1997, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chính thức đưa ra quyết định đóng cửa rừng, không cho khai thác rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh và tập trung vào bảo vệ và phát triển rừng. Với mục tiêu định hướng đó, năm 2004 Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai được thành lập với tổng diện tích hơn 100.000 hecta, bao gồm 68.000 hecta đất lâm nghiệp và hơn 32.000 hecta mặt nước hồ Trị An. Khu bảo tồn có chức năng bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện còn, khôi phục và tiếp tục làm giàu rừng, bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử cách mạng, bảo vệ môi trường rừng và vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, hạ lưu sông Đồng Nai. Trong suốt 20 năm qua, khu bảo tồn đã thực hiện thành công sứ mệnh bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị sinh thái văn hóa với hệ sinh thái phong phú, Nơi đây không chỉ là ngôi nhà của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm mà còn là viên ngọc xanh của Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ. Năm 2011, khu bảo tồn cùng với vườn quốc gia Cát Tiên đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. Đến nay, Đồng Nai là một trong số ít địa phương còn giữ được diện tích rừng tự nhiên rộng lớn với hơn 150.000 hecta rừng liền mạch, có giá trị đa dạng sinh học rất lớn và vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi chúc mừng và biểu dương những thành quả trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng và mong muốn khu bảo tồn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng theo hướng ngày càng bền vững. Trong đó, cần tập trung xây dựng các đề án, dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thường xuyên trao đổi, liên hệ với các trường, viện, tổ chức quốc tế để hợp tác liên kết triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển rừng, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, khu bảo tồn cần triển khai thực hiện tốt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức. Đổi mới công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển, nâng cao đời sống cho cộng đồng người dân vùng đệm. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển khu bảo tồn